Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam có hàng ngàn năm lịch sử, kể từ khi lập quốc cho đến nay đã từng tồn tại nhiều quốc gia với nhiều tên gọi khác nhau, nhiều triều đại khác nhau hoặc cùng tồn tại với nhau hay nối tiếp kế thừa nhau và với hàng trăm đời vua trị vì. Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng ở ngôi thiên tử, đứng đầu thiên hạ, hưởng cuộc sống vương giả xa hoa thì chết cũng phải đế vương. Thế nhưng, một số vua chúa Việt Nam đã chịu những cái chết vô cùng thảm khốc. Dưới đây là những cái chết thảm bậc nhất của vua chúa Việt. Xin mời quý vị theo dõi. Những cái chết không toàn thây của vua chúa Việt. Bị chém đầu đóng vào cọc bên ngoài chợ. Mạc Mậu Hợp 1562-1592 là vị vua thứ 5 của nhà Mạc thời Nam Bắc Triều trong lịch sử Việt Nam. Nguyên quán Mạc Mậu Hợp là người xã Cao Đôi, huyện Bình Hà, nay là thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Mạc Mậu Hợp sinh năm 1560 là con trưởng của hoàng đế Mạc Tuyên Tông. Do vua cha bị bệnh đậu mùa mất sớm, Mạc Mậu Hợp mới lên 2 tuổi đã được khiêm vương Mạc Kính Điển là phụ chính đưa lên ngôi vào tháng 1 năm 1562. Lúc này, triều chính vẫn do hai ông chú là Mạc Kính Điển và Mạc Đôn Nhượng phụ tá. Mậu Hợp lên ngôi lấy niên hiệu là Thuần Phúc thứ nhất. Sử sách chép rằng Mạc Mậu Hợp sét đánh không chết. Thế nhưng vào ngày 14 tháng 12 năm 1592, khi vua thua trận phải bỏ kinh thành chạy về Kim Thành, Hải Dương, khảo đầu làm sư ẩn ở chùa Mô Khuê, hạt Phượng Nhãn thì bị lộ. Lúc đó tử liệu không thể thoát thân, vua xin: mấy ngày nay đói khát quá, cho xin một bình rượu uống cho đã. Quân sĩ bèn cho bình rượu, sau khi Mậu Hợp uống thỏa thích, ngậm ngùi, than rằng: nghiệp chướng quá sâu, nay cầu là một người dân thường cũng không thể được. Tội lỗi chỉ vì tổ tiên đã làm sự giết vua cướp ngôi, đến nỗi con cháu ngày nay phải mắc tội nặng như vậy. Mong tướng sĩ dẫn tôi đến trước hoàng đế để bày tỏ thực tình. Đó là lòng tôi rất mong muốn. Trịnh Tùng thấy Mạc Mậu Hợp về hàng, không nỡ ra cực hình, bèn sai đem treo sống Mậu Hợp 3 ngày rồi chém đầu tại bãi cát Bồ Đề, rồi đem đóng đinh vào hai con mắt, bêu ra ngoài chợ 5 ngày. Mạc Mậu Hợp ở ngôi vua tổng cộng 29 năm, thọ 30 tuổi. Vì ông bị giết và sau khi ông chết, nhà Mạc cũng mất nên không được đặt miếu hiệu và thụy hiệu. Chết không toàn thây. Lê Uy Mục 1488-1509 là vị vua thứ 8 của nhà hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, so với lịch sử vẻ vang kéo dài suốt 100 năm của nhà Lê, từ năm 1428 Lê Lợi lên ngôi, đến năm 1527 khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, với nhiều vị vua hiền tài như Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, thì thói lạm sát vô tội vạ, sự nhẫn tâm bức hại ngay chính tổ mẫu Hoàng Thái Hậu Trường Lạc của vua Uy Mục không xứng với bậc đế vương. Và cái chết không toàn thây của ông là một kết quả tất yếu. Theo sử sách thì sự tàn bạo quá đáng của vua Uy Mục đã gây nên một làn sóng bất bình trong dân chúng và trong hàng ngũ quan lại dòng dõi họ Lê. Giản Tu Công Lê Oánh đã sai Lương Đắc Bằng viết hịch dụ đại thần và các quan. Bạo chúa Lê Uy Mục, Phật con thứ hèn kém, làm nhơ bẩn nghiệp lớn, lần nữa mới gần 5 năm mà tội ác đã đủ muôn khóe, giết hại người cốt nhục, dìm hãm các thần liêu. Bọn ngoại thích được tin dùng mà phường đuôi chó ngang ngược làm bậy, người cứng cỏi bị ruồng bỏ mà kẻ đầu cá ẩn nấp nẻo xa. Quan tước đã hết rồi vẫn thưởng tràn không ngớt, dân chúng đã cùng khốn còn vơ vét chẳng thôi. Vết thuế khóa từng cân lạng, tiêu tiền của như đất bùn, bạo ngược ngang với tần chính. Đãi bề tôi như chó ngựa, coi dân chúng tựa cỏ rác, ngạo mạn quá cả ngụy oanh. Huống chi lại xây cung thất to, làm vườn hoa rộng. Xua dân đi trồng cây, dẫm theo vết xe đổ chết gò hoa cương đời Tống. Lấp biển xây cung điện, núi gót thói u mê xây cung a phòng nhà Tần. Công trình thổ mộc xây lên rồi thay đổi rồi xây lên. Dân Hải Dương kinh bác mệt mỏi, lao đao. Tông thất xa hoa, kiêu căng lại ngang ngược lại kiêu căng, cõi tứ tuyên phiên, trấn xôn xao rối loạn. Cư dân nhức óc, cả nước đau lòng. Tiếp đến, Lê Oánh lại làm bài hịch rằng: Đoan Khánh làm vua, họ ngoại chuyên quyền.
Tử Mô làm phường Ngu Hèn, nơi phố chợ làm rối loạn kỷ cương. Thắng Chủng là hạng trẻ ranh miệng còn hơi sữa, đã tác oai tác phúc đến mức đánh thuốc độc giết bà nội, tàn sát các thân vương, theo ý riêng mà giết hại sinh dân không biết đâu cho thỏa, dùng ngón ngầm để phét vơ tiền của, càng mặc sức tham lam. Bốn biển đã khốn cùng, muôn dân đều sầu oán. Khi Giản Tu Công từ Tây Đô đem các dinh thủy bộ cùng Tiến Phát tiến vào sát thành, mọi người đều chạy trốn. Ngày 28 tháng 8, vua chạy tới phường Nhật Chiêu, một vệ sĩ cũ đuổi theo bắt được, nộp cho Giản Tu Công giam ở cửa Lệ Cảnh. Tháng 12, vua bị ép uống thuốc độc tự tử. Giản Tu Công vì việc trước đây vua giết hại cha mẹ, anh chị em mình rất thảm khốc, mới căm giận chia nguôi, sai người dùng súng lớn để xác vua vào miệng súng cho nổ tan hết hài cốt, chỉ lấy ít cho tàn về chôn tại An Lăng ở quê mẹ là làng Phù Trần. Sau này Lê Chiêu Tông lên ngôi mới đặt tên Thủy cho ông là Uy Mục Đế. Lê Uy Mục ở ngôi được 4 năm, thọ 21 tuổi. Xác bị đốt thành tro bụi. Lê Tương Dực 1495-1516, tên húy là Oánh, có tên nữa là Trừ, là cháu nội Lê Thánh Tông và là vị vua thứ 9 của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Trị vì từ năm 1509 đến khi bị Trịnh Duy Sản giết hại ngày 7 tháng 4 âm lịch năm 1516. Không kém cạnh tiền nhân Lê Uy Mục, Tương Dực cũng lao vào con đường ăn chơi trụy lạc. Chưa hết, tháng 5 năm Giáp Tuất 1514, vua nghe lời tâu của hiệu úy Hữu Vĩnh giết chết 15 vương công, cho gọi các cung nhân của Mẫn Lệ Công là vua Uy Mục và triều trước vào để gian dâm. Năm Bính Tý 1516, vua cho đắp thành mấy nghìn trượng, bao vây cả điện Tường Quang, quán Trấn Vũ, chùa Thiên Hoa, chắn ngang sông Tô Lịch, lại làm điện hơn trăm nóc, đóng thuyền chiến, sai bọn nữ sử cởi chuồng chèo thuyền ở hồ Tây cùng vua chơi đùa, lấy làm thích thú. Trước tình hình đó, các thế lực phong kiến địa phương như Trần Cảo nổi lên. Trịnh Duy Sản nhiều lần can ngăn, vua không nghe, lại còn đem Sản ra đánh bằng trượng. Duy Sản bàn cùng với một số quần thần khác như là Lê Quảng Độ, Trịnh Chí Sâm, mưu việc phế lập. Tháng 4 năm Bính Tý 1516, Trịnh Duy Sản sai người đâm chết vua Tương Dực, đem xác đốt thành cho bụi. Buộc ép uống thuốc độc mà chết. Vua Hiệp Hòa 1846-1883 là vị vua thứ 6 của nhà Nguyễn. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Giật và còn có tên là Nguyễn Phúc Thăng. Một số tài liệu ghi ông sinh ngày 24 tháng 9 năm Đinh Mùi, tức là ngày 1 tháng 11 năm 1847. Hồng Giật là con thứ 29 và là con út của vua Thiệu Trị và bà Đoan Tần Trương Thị Thuận. Năm 1883, vua Dục Đức bị phế và chết trong tù. Các quan sai lính đến xóm Kim Long đón Hồng Giật về cung để đưa lên làm vua mới. Hồng Giật thoái thác nhưng bị ép lên ngôi vào ngày 30 tháng 7 năm 1883, lấy hiệu là Hiệp Hòa. Do có ý thân pháp, vua Hiệp Hòa lên ngôi chưa được bao lâu thì bị hai đại thần phụ chính là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường phế bỏ và bắt uống thuốc độc tự vẫn vào ngày 30 tháng 10 năm Quý Mùi, tức là ngày 29 tháng 11 năm 1883. Việt Sử Tân Biên quyển 5 tập thượng có ghi: vua Hiệp Hòa thấy ông Tường và ông Thuyết có lập trường chính trị trái ngược với mình, liền viết một bức thư giao cho Hồng Sâm, vừa là bí thư vừa là anh em thúc bá của mình, để mang qua tòa khâm để nhờ tay Pháp hạ hai quan phủ chính trên. Việc lén lút này bị nội giám đạt biết được, mách với ông Tường, và ông Tường bắt được lá thư nằm trong chiếc hộp sơn có đóng dấu của nhà vua. Ngay trưa hôm ấy là ngày 29 tháng 11 năm 1883, sau khi truyền đóng hết tất cả các cửa hoàng thành lại, triều thần nhóm họp bất thường hạch tội vua Hiệp Hòa. Nhà vua bị buộc ba tội: tham lạm công nhu, không chịu nghe lời khuyến cáo của các quan phủ chính, tư thông với đại diện của Pháp. Vua Hiệp Hòa không cãi được, triều đình buộc ông phải thoái vị. Sau khi ông vua vừa bị phế do dự một lát rồi chọn chén độc dược, vào khoảng 4 giờ, người ta khiêng ông về đến Tư Thất rồi trút hơi tàn vào khoảng mặt trời lặn. Dưới thời Thành Thái vào năm 1891, ông được truy phong là Văn Lãng Quận Vương.
Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh cái chết thảm khốc của những vị vua kể trên, chúng ta không thể không nhắc đến vua Trần Duệ Tông, vị vua thứ 9 của nhà Trần. Trên cương vị người lãnh đạo tối cao của dân tộc Đại Việt, vua Trần Duệ Tông luôn chứng tỏ mình là một con người có cá tính và đầy quyết đoán. Chớ trêu thay, chính điều này đã đem lại cho ông một kết cục bi thảm. Tại sao lại nói như vậy? Việt Sử Toàn Thư sẽ bật mí về cái chết thảm của vị vua này ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Vua Trần Duệ Tông 1336-1377, tên thật là Trần Kính, là con thứ 11 của vua Trần Minh Tông. Ông lên ngôi năm 37 tuổi, trở thành vị vua thứ 9 của nhà Trần. Dù chỉ ở ngôi 4 năm, thời gian trị vì của Trần Duệ Tông đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về tài năng, sự trong sạch, thanh liêm của đội ngũ quan lại và lòng quả cảm, ý thức tự lập, tự cường và thuần phong mỹ tục của dân tộc Đại Việt. Sau khi lên ngôi, vua Trần Duệ Tông chủ trương chọn người thực tài phục vụ quốc gia, không coi đề cao yếu tố tôn thất. Những nho sĩ thời đó như Trạng Nguyên, Đào Sư Tích, Bàng Nhãn, Lê Hiến Phủ, Thám Hoa, Trần Đình Thám đều xuất thân từ bình dân và rất được coi trọng. Để đối phó với sự quấy rối từ quốc gia lân bang, quân đội dưới thời vua Trần Duệ Tông được tổ chức chặt chẽ. Đặc biệt, ý thức dân tộc ở thời kỳ này rất được chú trọng. Vua hạ lệnh cho quân dân không được mặc áo kiểu người phương Bắc và bắt chước tiếng nói của các nước Chiêm, Lào. Bên cạnh đó, ông còn quy định cụ thể về mẫu mã các loại thuyền, xe, kiệu, tán, nghi, trượng và y phục. Trên cương vị người lãnh đạo tối cao của dân tộc Đại Việt, vua Trần Duệ Tông luôn chứng tỏ mình là con người có cá tính và đầy quyết đoán. Chớ trêu thay, chính điều này đã đem lại cho ông một kết cục bi thảm. Năm 1376, quân Chiêm Thành đánh vào vùng Hóa Châu, Nghệ An. Thấy người Chiêm luôn xâm phạm bờ cõi Đại Việt, vua Duệ Tông quyết định trực tiếp cầm quân đi trừng phạt. Sau khi đánh dẹp nhiều đồn lũy của đối phương, đầu năm 1377, quân Trần vây thành Đồ Bàn, kinh đô của vua Chiêm. Thấy khó chống, quân Chiêm bèn lập mưu cho người trá hàng, nói chế bổng Nga, đã bỏ trốn và chấp nhận mất hành. Vua Duệ Tông trúng kế, ra lệnh tiến quân vào thành. Khi quân Đại Việt đến chân thành thì quân Chiêm từ bốn phía đổ ra đánh. Đại quân của vua Duệ Tông vỡ trận, bản thân vua bị giết chết khi chiến đấu trong tuyệt vọng. Về trận đánh ở thành Đồ Bàn, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi lại như sau. Mùa xuân tháng Giêng ngày 23, đại quân tiến đến cửa thị nại của Chiêm Thành, sau lên đến thành Kiều, đóng lại ở động Ỉ Mang. Chế Bồng Nga cho dựng trại phía ngoài thành Đồ Bàn, sai viên quan nhỏ là Mục Bà Ma đến trả hàng, nói dối là Bồng Nga đã chạy trốn, nay thành trống không, vậy nên tiến quân gấp, chớ bỏ lỡ cơ may. Ngày 24, vua mặc áo đen, cưỡi ngựa đen pha sắc trắng, sai ngựa câu Vương Húc mặc áo trắng, cưỡi ngựa trắng, kíp truyền lệnh tiến quân. Đại tướng Đỗ Lễ thấy vậy can rằng, nó hàng là bởi trước muốn bảo toàn đất nước, quan quân đi vào sâu để đánh phá thành là việc bất đáng dĩ. Vậy xin hãy sai một biện sĩ mang thư đến hỏi tội, cốt xem hư thực ra sao. Ấy cũng như kế của Hàn Tín phá nước Yên thuở xưa, không phải khó nhọc mà vẫn thành công vậy. Cổ nhân nói lòng giặc khó lường, thần xin bệ hạ hãy xét kỹ lại. Vua nói, ta mặc giáp cứng, tay mang gươm sắc, dãi gió dầm mưa, lội sông trèo núi để vào sâu trong đất giặc, không ai dám đương đầu, thế là cơ trời giúp ta đó. Huống chi, nay chúa giặc nghe tin đã chạy trốn, không còn lòng dạ kháng cự. Cổ nhân nói dùng binh cốt ở thần tốc, nay nếu dừng lại không tiến, thì đúng là trời cho mà không lấy, giặc lập cơ mưu khác thì hối sao kịp, ngươi chính là hạng đàn bà. Nói rồi lấy áo đàn bà cho lễ mặc, quân lính bèn nối gót nhau mà đi như sâu cá. Cánh trước cánh sau cách biệt, giặc thừa cơ xông ra đánh chặn. Giờ tỷ quan quân tan vỡ, vua bị hãm trong trận mà chết. Bọn đại tướng Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hòa, Hành Khiển Phạm Huyền Linh đều chết cả. Cái chết giữa thành Đồ Bàn khiến vua Trần Duệ Tông trở thành vị vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam bị giết chết trên chiến trường. Các nhà sử học sau này đã có nhiều phán xét trái ngược nhau về cái chết của vua Trần Duệ Tông. Có ý kiến cho rằng ông đáng chê trách vì sự hiếu thắng và chủ quan khinh địch dẫn đến hậu quả thảm khốc cho quân đội Đại Việt.
Nhưng cũng có người khẳng định Duệ Tông phải được kính trọng vì bản lĩnh, khí phách và cái chết cho lý tưởng chấn hưng dân tộc. Có một điều không thể phủ nhận, cái chết của vua Duệ Tông là một bước ngoặt lịch sử lớn đối với nhà Trần và thậm chí là cả tiến trình lịch sử của dân tộc. Sau cái chết của ông, những người kế vị đều tỏ ra nhu nhược, triều đình ngày càng hỗn loạn. Vua Anh Nghệ Tông vốn hoàn toàn dựa vào ông, nay phải dựa vào Lê Quý Ly là Hồ Quý Ly, kẻ quyền thần nắm quyền thao túng triều chính và sau này đã làm sụp đổ hoàn toàn cơ nghiệp nhà Trần. Không còn một người cứng rắn như Trần Duệ Tông, quân Diêm Thành được thề ngày càng lớn tới, trở thành một mối họa cho Đại Việt. Vua Trần Nghệ Tông tỏ ra bất lực hoàn toàn. Sau này, hễ vua Chế Bổng Nga tiến đánh lên phía Bắc là chỉ biết cùng Lê Quý Ly bỏ thành tháo chạy. Quý vị thân mến, đúng là những vị vua chúa, bậc thiên tử sống và hưởng vinh hoa phú quý nhưng đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai. Không phải lúc nào cũng chết một cách vương quyền mà cũng có những cái chết thảm thương đầy chua xót. Quý vị nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bên dưới video nhé! Chương trình của chúng tôi đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.